Nguyên Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 10 năm 2021 tiếp tục lên sóng để giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc đài sáp đến từ đất nước Nhật Bản, đó là chiếc đài sáp GF303ST, chiếc đài với một cấu hình rất là cổ kính và sang trọng thưa quý vị và các bạn. Chiếc đài này thì cách đây một tuần về trước thì Nguyên Audio cũng về hai chiếc nhưng mà cũng đã có khách hàng đặt và lấy hết rồi. Hôm nay tiếp tục về một chiếc trong tình trạng đẹp xuất sắc, zin nguyên bản, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo thưa quý vị và các bạn. Chiếc đài sáp cổ GF303 này thì nó sở hữu hai chiếc loa bát rất là to, hai chiếc loa bát có đường kính 20 cm, màng giấy gân vải thẩm dầu và nó sử dụng một loa chép quý vị nhé. Đặc biệt có đồng hồ vu vàng, hai cái đồng hồ vu vàng lắc theo điệu nhạc rất là đẹp, có vi tinh chỉnh bát chép riêng biệt, hai volume vi tinh chỉnh, hai loa riêng biệt quý vị nhé. Và nó có rất nhiều các tính năng trên chiếc đài này, như có thêm đường kết nối line and in và đường phone để cho chúng ta kết nối với đầu đĩa than này, với các thiết bị thông minh như điện thoại, laptop, máy tính. Có cái đèn 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 báo cái radio đấy nhé quý vị nhé. Quý vị chỉ ví dụ tối chúng ta sử dụng ấy, chúng ta muốn bật đèn để chúng ta vặn sóng ấy, thì chúng ta chỉ bấm cái nút này là có đèn báo luôn này. Radio AM, FM, tần sóng 108 thì quý vị và các bạn. Chiếc đài này thì loa của nó có công suất là 20W trên một chiếc quý vị nhé. Và trước khi vào test thì Nguyên Audio cũng xin được báo giá luôn cho quý vị. Chiếc đài sáp cổ GF303 này đẹp xuất sắc thì cửa hàng Nguyên Audio đang bán với giá 11 triệu 500 nghìn đồng. Mọi nhu cầu quý vị liên hệ theo số điện thoại là 0358 237 899, Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Và bây giờ sẽ test cho quý vị và các bạn chúng ta cái radio đầu tiên nhé. Lại thao tác như trên, sau đó nhẹ nhàng xoay và rút que lấy mẫu ra. Bước 3, dùng tay xoay đều tăm bông trong tuýp nhựa chứa dung dịch đệm. Nhúng que tăm bông lên xuống trong dung dịch đệm 10 lần. Bước 4, chuyển tay lên phần thân trên tuýp, bóp chặt và rút từ từ que tăm bông, đảm bảo vắt sạch toàn bộ dung dịch còn đọng trên đầu tăm bông xuống đáy tuýp. Bước 5, đóng chặt nắp màng lọc. Tiếp theo thì sẽ test cho chúng ta cái cửa băng cassette nhé. Chất âm của chiếc đài này thì tiếng rất là hay, tiếng rất là rõ, sáng và chi tiết. Nguyên Audio test băng thanh tuyền, tuyệt phẩm thanh tuyền cho lọc. Thôi đành duyên linh lỡ tôi, dù vương vẫn mãi kinh thế mà thôi. Khi xưa thắm nỗi yêu nhau, bao nhiêu mong thắm ban đầu, thôi xin đừng tiếc nhớ. Này
chiếc đài Sharp RS303 này thì quý vị và các bạn chúng ta có sách đi đâu chơi ấy, thì nó rất là tiện quý vị nhé, bởi vì nó là đài một cục. Sách đi giao lưu câu lạc bộ cassette cổ này, giao lưu với anh em đam mê, thì những chiếc đài này thì nó rất là cổ kính quý vị nhé. Từ nay thôi đài duyên linh lỡ chúng ta đi du lịch đâu chúng ta xách đi cũng rất là hay đấy ạ. Audio xin được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.